hello anh em, chào mừng anh em đến với Game Today. Đầu tuần thì xin chúc anh em có một cái nguồn năng lượng tích cực để anh em có thể làm việc, học tập hiệu quả trong suốt một tuần nha anh em nhé. Đầu game thì tôi cũng xin được cảm ơn anh em Rinchet, anh em Nguyễn Mạnh Tuấn và anh em Lê Thành Công là các anh em mới đăng ký hội viên ở kênh. Xin được chân thành cảm ơn các anh em. Đợt này thì cũng có khá nhiều anh em là chuẩn bị thi học kỳ. Thì tôi cũng xin chúc anh em mà chuẩn bị thi là thi tốt nha anh em nhé. Đấy, anh em bận học thì anh em cứ tập trung vào học. Đấy, anh em học xong, anh em làm việc xong thì anh em vào kênh tôi xem nhá, giải trí. Thế thôi. Còn anh em đừng có vừa học vừa xem, hoặc là anh em bỏ học anh em xem thì tôi cảm thấy rất là có lỗi. Thế nên là anh em học xong rồi anh em thi xong rồi anh em vào xem cũng được. Đấy, clip thì nó vẫn ở đấy thôi. Nó cũng không có bị mất đi, tôi cũng không xóa đi làm cái gì cả. Đấy, clip vẫn ở đấy. Đấy, anh em học xong rồi em cày phát, cày khoảng chục clip giúp tôi. Thế là vui. Nha anh em nhá. Tôi thì tôi cũng chỉ mong là clip nào tôi up lên cũng giống như cái clip hôm chủ nhật. Đấy, một cái clip mà tôi up lên là phải nói là khá là thành công trong ngày hôm qua. Thành công cả về cái độ tương tác lẫn thành công về cái lượng view. Và đặc biệt là thêm gần 100 người đăng ký mới. Đấy, cái đấy nó là hay nhất. Rất là vui, rất là phấn khởi, rất là có động lực để làm cái công việc này anh em ạ. Rất là vui. Ui dồi ôi, thế này đi chơi cái gì? Được đấy, 2 sao đầu game à? Cho súng vào này. Ơ, tôi vẫn chưa biết chơi gì đâu nhá. Nhưng mà cái trận này thì xem ra cái bộ truyền thuyết này nó cũng khá là hay đấy, hay ho đấy. Không có Dark Spirit đúng không? Không có Dark Spirit. Đồ này thì cũng tôi cũng chưa biết chơi gì. Đấy, nhưng mà trận này thì không có đát. Đấy là một cái cơ sở để chúng ta có thể nghĩ đến cái bộ như là bộ gót đỏ, gót 6 đỏ, hoặc là bộ 9 warrior trong cái trận này. Rất là ok. Dạo này cũng sướng. Có nhiều anh em mới vào biết kênh tôi. Đấy, nhiều người đăng ký mới, nhiều sub mới. Rất là vui. Đấy, vào game cái là có người nhận ra ngay. Đấy, thế mà tôi cũng không biết đấy, là anh em cũng không biết đến kênh tôi đâu. Thật sự là cái kênh này nó tồn tại, tôi cũng phải chia sẻ với anh em là nó tồn tại được 3 năm rồi. Và làm với auto chat hẳn hoi đấy nhá, 3 năm rồi. Đấy, nhưng mà không phải ai cũng biết. Bởi vì là trước đây là tôi không biết cái cách sell cái từ khóa ở trên YouTube ấy. Đấy, nên là anh em không có tiếp cận được với cả kênh của tôi. Nhưng bây giờ thì nó khác anh em ạ, bây giờ tôi biết rồi, tôi biết làm rồi. Đấy là nó gần như là nó phủ, cái độ phủ của nó trên YouTube ấy nó rất là cao. Đấy, tôi chỉ nói đơn giản thôi nhá. Bây giờ anh em đơn giản là anh em vào trên YouTube ấy, anh em search chữ auto chat nhá, auto cách chat, là nó ra luôn cái video của tôi, nó ở đầu luôn. Đấy, anh em thấy không? Anh em thử xem nhá, video của tôi nó ở đầu luôn. Rất là thích, bởi vì YouTube nó đề xuất và nó đẩy mình lên đầu tiên. Tăng cái lượng tương tác lên rất là nhiều anh em ạ. Đấy, được nhiều người biết đến. Nhiều người chưa hề biết kênh tôi là bây giờ là biết. Đông anh em mời lắm, vui lắm anh em ạ. Đấy, bây giờ đi chơi trong game là nhiều người người ta hỏi mình. Nhưng mà cũng là con dao hai lưỡi đấy. Nhiều ông là thích là đấm, nhiều ông là gặp tôi là thích đấm tôi. Từ hôm qua đây anh em biết đấy, là ở trong cái clip hôm qua tôi nói luôn nhá, là hôm qua mới được 20.700 người. Đấy, hơn gần 20.800 người, hôm nay là đã gần 20.900 rồi. 20.900 đến nơi rồi đây anh em. Rất là nhanh. Nhưng mà tôi phải nói thật với anh em là nó có nhanh ý thì nó vẫn chưa là gì so với cái mục tiêu mà tôi đặt ra đâu. Để mà cuối năm được 30.000 sub ý thì tôi có cái mục tiêu rõ ràng. Và tôi cũng chia sẻ thật với anh em là nếu mà tôi làm auto chat ý, mà làm một mình auto chat thì không bao giờ tôi đạt được. Đấy, chính vì thế tôi cũng thông báo trước để anh em biết là sắp tới ở trên kênh của tôi nó sẽ có nhiều các cái nội dung khác. Tuy nhiên là anh em đang là theo dõi tôi ở trong cái bộ môn auto chat này thì anh em đừng quan tâm nhá, bởi vì tôi nhắm đến cái đối tượng khác. Tôi muốn mở rộng cái target để có thể là thu hút được nhiều người đăng ký hơn anh em ạ, phát triển kênh cho nó nhanh hơn. Đấy, anh em vẫn quan tâm đến tôi cho auto chat thì anh em cứ xem clip về auto chat thôi nhá. Clip auto chat vẫn ra hàng ngày, vẫn ra hàng ngày nhá anh em nhá. Đấy, nhưng mà vì là hàng ngày tôi sẽ thêm những cái clip của các cái con game khác, nên là tôi hy vọng là cái việc đó nó sẽ không làm ảnh hưởng đến cái trải nghiệm của anh em. Vừa rồi là một chút chia sẻ của tôi về cái dự định phát triển kênh trong cái thời gian tới.
Hy vọng là anh em sẽ ủng hộ tôi nha anh em nhá. Cái trận này ý, thì thực ra hiện tại nó vẫn chưa ra Warrior đâu, nhưng mà nó rất là có cái cơ sở. Tôi chơi Warrior 9 War ấy. Trận này nhìn cái bộ truyền thuyết là chơi 9 Warrior nó rất là ngon, nên là tôi quyết định là sẽ chơi 9 Warrior. Và đây nó cũng sẽ là nguyện vọng, yêu cầu của bạn Lâm nhá. Bạn Lâm có yêu cầu tôi chơi Warrior. Thì tôi nhân cái trận đấu này có một cái bộ truyền thuyết rất là ok, thì tôi sẽ thực hiện cái yêu cầu của bạn Lâm luôn. Ok nhá. Đấy, bạn Lâm có yêu cầu tôi chơi bộ Warrior. Mà ở đây lại ra được hai con sâu này. Chồng. Kẹp được beat vào. Rồi, áp 6 thôi anh em ạ. Cái bộ Warrior ấy. Cái meta này tôi cũng không biết đánh giá là cái bộ Warrior nó mạnh hay nó yếu. Thực sự là tôi không biết đánh giá nó như thế nào, nhưng mà nếu mà trận đấu ấy, những cái trận đấu mà không có con Dark Spirit và không có con Bad Omen thì tôi nghĩ là chơi khá là ok nhá anh em nhá. Có Bad Omen hoặc là có Dark Spirit thì hơi khó, chơi nó sẽ khó hơn. Đấy, còn nếu mà không có Dark thì là sợ nhất rồi. Cái bộ Warrior tôi vẫn chưa nghĩ là tại sao mà trong cái con game này những cái lineup khác ấy nó không có những cái con nó gọi là counter nó quá là kinh khủng như là cái bộ này đâu. Cái bộ này nó chỉ cần một con Dark Spirit thôi mà nó rất sợ con Dark Spirit. Đấy, còn những cái bộ khác thì không có bất cứ một cái con nào nó quá là counter cả, cái con 5 tiền ấy. Đấy, nên là cái bộ này nó có một cái nhược điểm. Đấy, tuy nhiên là trong cái thời điểm hiện tại thì nó còn sợ thêm cái con Bad Omen nữa. Cái con Bad Omen nó cũng rất là sợ. Thế nên là tôi, cái bộ này thì thực ra bây giờ tôi cũng không chơi nhiều anh em ạ. Tôi nói thật với anh em là Warrior tôi cũng không chơi nhiều. Đấy. Thế bây giờ hôm nay chúng ta thử nhá. Chúng ta thử làm một trận Warrior xem có chơi được ở trong meta này không. Đấy. Đầu game thì nó cũng không có phải là ra nhiều Warrior đâu. Đây là tôi sẽ cố gắng tôi chuyển dần sang chúng ta chơi Warrior. Đấy, chúng ta chuyển dần. Đấy, đầu game thì nó vẫn là cái cách xây dựng là bình thường thôi. Cứ mua những cái con mạnh vào. Đấy, sắp xếp làm nào để cho các cái quân bài ở trên bàn cờ nó mạnh nhất có thể. Đấy, hoặc chí ít thì nó không mạnh thì nó cũng có thể giữ được máu. Để chúng ta có thể form dần cái đội hình 9 Warrior. 9 Warrior thì chúng ta sẽ có một cái mốc. Một cái mốc đây rồi. Đấy, bắt đầu ra những cái con Warrior ở đây. 9 Warrior ấy thì nó sẽ có một cái mốc. Đấy là cái mốc chúng ta lên level 9. Lên level 9 ở round thứ 21. Thường là nó là như thế. Với những cái trận đấu mà bình thường, diễn ra bình thường thì cái mốc đấy là cái mốc mà chúng ta cần phải đạt được nhá anh em nhá. Ở level 9 là chúng ta sẽ phải lên level 9 ở round 21. Đấy rồi. Chúng ta sẽ cố gắng thực hiện cái mốc đấy. Thế thôi. Tôi nói thật với anh em là anh em ở cái mức rank thấp hay rank cao ấy, nó đều là cái mốc đấy hết. Đấy. Nó là cái quá trình mà rất nhiều anh em chơi nhá. Các anh em mà ở mức rank cao ấy đúc kết lại. Chứ cái này không phải của tôi. Tôi nói luôn là cái này không phải là của tôi đúc kết, mà cái này là của những cái người mà người ta chơi cái bộ Warrior này, người ta đúc kết lại để nó ra được một cái chuẩn. Đấy, round 21 là lên 9. Đấy, là chuẩn. Còn nếu mà round 21 mà anh em không lên được 9 ấy, anh em không có đủ 9 Warrior thì là anh em đuối ở đấy nha anh em nhá. Đấy, trận này là phải cố gắng để. Đây rồi. Được đấy. Cái bộ Warrior này thì cái con co ấy, đầu game ấy, nó sẽ là cái con Slada, con Aquaman. Chúng ta có con Aquaman 2 sao thì yên tâm luôn. Để tôi tính xem là cái round sau gặp thằng nào. Đội hình này thì cũng chưa phải là yên tâm đâu. Những cái con ở trong cái bộ Warrior nó chưa lên được 2 sao thì nó vẫn yếu anh em ạ. Round tiếp theo là gặp thằng Abramova. Ok, thằng này thì nó cũng yếu. Được rồi. Nó mới level 5 rồi. Này mới level 5 thôi thì nói chung là ổn rồi. Giữ được cái chuôi này đến round 12 anh em ạ. Ok. Nói chung ấy là nếu mà chúng ta chơi Warrior xác định là phải có core dam ở giai đoạn đầu game. Nếu mà không có core dam thì là cái bộ này nó không khác gì là cái bị bông cho những cái bộ khác ở đầm anh em ạ. Đấy, không khác gì là cái bị thịt tôi cho những cái bộ như bộ Hunter hay là những cái bộ như kiểu là dạng kiểu là gì nhỉ, Goblin ấy, nó đánh cho sợ lắm. Chính vì thế là chúng ta cần những cái con co đam
tục Demon nó là rất là ok. Ví dụ như là tôi bây giờ hiện tại là tôi đang lấy tạm mấy con Fallen Witcher. Còn nếu mà anh em muốn là chơi 6 con Wario ấy ở level 6 ấy thì là anh em phải có hai con này này, Aquaman hoặc là Swordman nhá anh em nhá. Hai con này là hai con mà chúng ta lên được 2 sao vào giai đoạn đầu game thì ổn áp luôn, yên tâm luôn anh em ạ. Đấy, cứ ở level 6 này là chả may mà nó không có 6 Wario ấy, hoặc 6 Wario nó yếu yếu một chút ấy, thì anh em tạm thời anh em đừng có kẹp 6 Wario vội anh em nhá. Cứ 3 Wario thôi, xong rồi kẹp thêm Demon vào. Kẹp thêm Demon, kẹp thêm thêm Beat vào, tăng đam anh em ạ. Đấy, nó phải có đam, tức là nó phải đều với nhau ấy. Cái này là cảm nhận của mỗi người thôi, nhưng mà cái sức mạnh của nó ấy là nó phải có cả sức mạnh phòng thủ lẫn tấn công. Chứ còn không thể là mà có thể là chơi theo kiểu là sức mạnh, gọi là sức mạnh toàn là phòng thủ ở đâu. Nó phải có công nữa anh em ạ. Đấy, bộ này cũng phải có công. Tôi đang kẹp vào cái con Fallen Witcher này. Ngoài con Fallen Witcher ra thì nói chung là cái con nào mà nó lên 2 sao thì anh em cứ cho vào thôi. Đấy rồi. Đấy, lên được 2 sao cho vào thôi. Tôi nghĩ cái đội hình này chưa đủ mạnh đâu. Rôn cái vậy. Rôn nhẹ cái. Ui, được đấy. Đấy rồi, đây, đây anh em ạ. Đây, con này cũng là co được này. Rồi, ok, 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 ok. 6 Wario. Rồi, bỏ con này ra. Đây, anh em ơi. Đây, 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 đây. Tôi có cái đồ tôi ghép. Đây, cái con Skull Hunter này cũng chơi được nhá anh em nhá. Con Skull Hunter này nếu mà có đồ này thì chơi được. Đây, tôi ghép cái ná này này. Dấu ấn tự nhiên rất là hợp với Skull Hunter. Đấy. Rồi, bán này đi. Nếu mà lên 8 là chúng ta có thể kẹp thêm cái con Fallen Witcher 2 sao. Nếu mà có nhá anh em nhá. Nên là giữ lại con Fallen Witcher. Đấy, còn bây giờ chúng ta co tạm thời nó sẽ là cái con Skull Hunter. Được anh em ạ. Được, con Skull Hunter này được. Đệ của nó gọi ra đam to đấy, không ít đâu. Đệ Skull gọi ra là đam bắn rất mạnh luôn. Đấy, em thấy không? Bắn mạnh đấy chứ. Rồi, ok, ok. Tôi nghĩ là vẫn ổn ở trong này thôi. Không thua được đâu. Đã phải roll rồi mà lại còn thua nữa thì thôi. Anh em thấy nó có nhiều cặp thì anh em lên roll nhá. Như tôi ấy. Tôi thấy có hai cặp thì tôi roll. Nó ra được một con nó lên là ok rồi. Đấy, cứ có cặp thì anh em roll nhẹ gái đi. Đừng có tiếc. Nếu mà anh em có chuối nhá, còn không thì thôi. Đang có chuối thì ví dụ như là thấy đội hình nó chưa ổn cho lắm thì chúng ta roll mấy cái cũng được. Làm sao để có thể giữ cái chuối thì nó ngon hơn. Roll hai cái thì nó mất 4 tiền đấy mà. 4 tiền round tiếp theo là chúng ta được 5 tiền cơ mà. Coi như là cái lợi tức ở round tiếp theo thôi. Có gì đâu. Dùng cái lợi tức đấy để roll thôi. Giữ được cái chuối. Ổn rồi. Đấy. Nói chung là tiền anh em cứ xả thoải mái đi nhá anh em nhá. Chứ đừng có giữ tiền làm gì. 50 tiền nó cũng không khiến cho anh em coi như là vô địch được đâu. Mà nếu anh em mà có thể là giữ được cái lượng máu ấy, tôi cũng chả cần biết là có chuỗi hay không. Nhưng mà nếu mà anh em ngon nghẻ ở giai đoạn đầu game, máu nhiều thì lết game thoải mái lắm. Chơi thoải mái luôn. Chơi về cái lượng tiền thì dần dần nó lên thôi anh em ạ. Vấn đề là máu nó phải giữ được. Ok. Nhiều cái trận nó toang là vì là máu nó ít quá, nó thấp quá, không chơi, không lật kèo được nữa. Trận này ấy, theo tôi đánh giá là nếu mà chọn chơi Warrior thì nó cũng sẽ không phải là mắc binh nữa đâu. Thứ nhất là chúng ta chỉ có một con 5 tiền thôi, một con truyền thuyết thôi. Đấy, một con truyền thuyết thôi thì anh em cứ trừ nhẹ một điểm, tức là 10 điểm trừ 1 là còn 9. Đấy, 10 điểm trừ 1 còn 9. À, trận này thì nó lại có cái con Squire, anh em trừ thêm một điểm nữa nhá. Trừ thêm một điểm nữa là còn 8 điểm thôi. 8 điểm để chơi thôi. Đấy, chưa kể là nếu mà có thằng nào chơi Feather thì à, chúng ta sẽ bị counter. Đấy, trận này sẽ bị counter bởi Feather, mặc dù là không có đát nhưng mà vẫn có bộ counter của bộ 9 Warrior anh em ạ. Lên game mà có ông nào chơi 9 Feather là phải cẩn thận. 9 Feather là hết sức phải cẩn thận. Tôi nghĩ là nếu mà chơi mà đánh nhau với 9 Feather anh em cứ full giáp cho tôi. Full giáp luôn anh em ạ. Để cho nó tự đánh và tự chết. Còn 9 Feather nó có một cái yếu điểm. À đây rồi. Có Doom mà. Thế thì thôi, không cần full lần nữa đâu. Có Doom thì thôi, chúng ta không cần full lần nữa. 9 Feather nó có một cái yếu điểm ấy là nó không kẹp được cái Warlock vào. Chính vì thế là nếu mà anh em có giáp to ấy, nó phản đam, nó tự chết. Đó, trận này có nhiều người Feather đấy. Anh em ơi, tôi nhìn thấy sơ sơ là đây là có khoảng 3 thằng chơi rồi.
Ui, có thằng này chơi ấy này. Thằng này chơi gót rồng mập, gót đỏ rồng mập này. Ui dồi ôi, bụi cái bộ gót đỏ rồng mập của tôi bây giờ nó đi buôn lời à? Kinh thật đấy. Hết anh em Việt Nam thì tôi nghĩ là anh em Việt Nam thì đương nhiên rồi, anh em xem kênh của tôi, xem nhiều thì biết chơi thì cũng đúng. Đấy, thì hết anh em Việt Nam lại thấy Lào, Campuchia thì thôi, các nước bạn ở Đông Nam Á thấy cả Nhật Bản, cả Trung Quốc, cả Hàn Quốc cũng chơi. Rồi thì lại cả Kazakhstan, cái từ kinh thật. Đi coi như là truyền bá đạo đi khắp thế giới à. Kinh thật. Bây giờ thấy vào rank thế nào cũng có ông chơi quát rồng mập, sợ thật sự. Nhưng mà không sao anh em, tôi thì tôi cũng không sợ lắm. Anh em nên nhớ là tôi là cái người đẻ ra cái bộ đấy, tôi sợ gì cái bộ đấy đâu. Đấy, tôi cứ đẻ ra cái bộ nào là tôi có cái counter bộ đấy luôn. Đấy, tôi chơi nhiều tôi biết cách counter, bởi vì chơi nhiều biết điểm yếu nó là gì mà. Cái bộ quát rồng mập thế thôi nhá anh em nhá, mà nhiều điểm yếu lắm. Không phải là gọi là bất khả xâm phạm đâu, gọi là vô địch tuyệt đối đâu, line up nào cũng thế thôi anh em ạ. Lúc đầu anh em chơi ấy, nó sẽ có 3 giai đoạn. Trong mỗi lần mà anh em biết một cái line up đấy là cái giai đoạn đầu, anh em sẽ thấy là cái line up đấy mình tìm hiểu ra thì nó rất mạnh. Đấy, rất mạnh. Tự nhiên lại có một line up counter meta đúng không? Thì nó rất mạnh. Đấy, sau một thời gian khi mà chơi nhiều mới tìm ra được những cái trận đấu mà mình bị thua, mình mới ngộ ra à, hóa ra là cái line up này nó vẫn có cái điểm yếu. Đấy, mới phát hiện ra những cái điểm yếu đấy. Chơi nhiều mới biết nhá, chứ không phải mới chơi là biết được đâu. Thì tôi là cái dạng là chơi nhiều cái bộ đấy rồi, đến nỗi mà bây giờ tôi không chơi cái bộ đấy nữa rồi. Đấy, tôi chỉ gọi là cất kho thôi. Cất kho, bởi vì bây giờ một khi mà tôi đã ra clip ấy, anh em biết rồi đấy, ra clip sẽ có nhiều người, rất nhiều người chơi. Và tôi không muốn là chơi giống như mọi người. Đấy, đến cái giai đoạn này tôi đã không chơi cái bộ đấy rồi thì lại có người chơi, mà rất nhiều người chơi luôn giai đoạn này. Rất nhiều người chơi luôn. Gót rồng mập. Đấy, mà nói chung là biết được cái lineup đấy cũng chưa chắc là đánh đúng bài đâu nhá. Nhiều ông vẫn đánh sai. Đấy, còn tôi nói luôn là cái trận này chơi Warrior ăn đứt gót rồng mập luôn. Đấy, trận này mà đi theo cả con đường 9 Warrior là đấm sấp mặt gót rồng mập luôn anh em ạ. Yên tâm nhá. Đấy, trận này là hơi bị ngon đấy. Nếu mà nó cứ đam mê bộ gót rồng mập là trận này là tôi ngon luôn. Đấy, mấy thằng gót rồng mập thì có thể nó sẽ đấm được mấy cái nhà ẹp. Đấy, đấm hộ tôi. Còn tôi thì tôi lại sợ mấy cái nhà Feather cơ. Trận này sợ nhà Feather này. Mà 9 Feather là khá là sợ đấy. Mình chơi Warrior mà. Đó, nhưng mà không sao. Nói chung là tôi sẽ lấy đồ phun thủ luôn. Trận này cứ lấy phun thủ thôi, không cần công luôn. Đánh vào tự chết anh em ạ. Đấy, gót rồng mập này. Đam mê chưa? Rồng mập mặc dù là mới có 1 sao thôi nhá. Yên tâm, Warrior ăn được anh em ạ. Warrior ăn được gót rồng mập. Wario này là lên 9 nó kẹp vào Marine vào thì rồng mập này nó có khạc đến sáng mai. Cũng ghê nhưng mà round này đẩy hơi bị nhiều máu luôn. Ờ. Rồi. Ok đấy anh em ơi, chuỗi giữ hơi bị ngon luôn. Đây rồi. Bây giờ tôi đang đợi cái con Aquaman này lên 2 sao đây. Đang có 3 cặp này. Roll phát đi. Đang có 3 cặp thì roll phát thôi. Lửa. Đây rồi. Được rồi anh em. Đấy, anh em thấy không? Có cặp mà phải rôn. Ở đây có 3 cặp cơ mà. 3 cặp thì đéo nào trả ra một cặp lên 2 sao. Đấy, cứ có cặp là rôn thôi. Bây giờ tôi còn 2 cặp đúng không? Rôn tiếp anh em ạ. Round sau rôn tiếp. Round sau rôn tiếp. Không vội. Đang có cặp mà. Cứ từ từ full 2 sao Warrior mạnh lắm nhá. Chúng ta cứ có cái mốc là lên 21 là lên 9 là được. Đấy. Chúng ta chỉ cần biết cái mốc đấy thôi. 21 lên 9. Còn trong cái khoảng thời gian đấy là anh em có thể dùng tiền anh em roll là thoải mái luôn. Đủ tiền để 21 lên 9 là được nha anh em nhá. Không vấn đề đấy, cắt chuỗi thằng này luôn này. Ui giời, được đấy. Hay quá. Bây giờ làm gì? Roll tiếp. Chắc chắn là roll tiếp. Không nói nhiều. Nào, chúng ta roll tiếp nhá anh em nhá. Cứ đưa hết lên 2 sao đã anh em ạ. Đây rồi, ui 9 qua luôn này, lên 9 luôn. Thế thì không nói nhiều. Lên 9 luôn anh em ơi. Giữ chuỗi lên 9 luôn. Đủ 9 Warrior thì lên 9 thôi. Đây rồi. Ok. Tạm thời thì đồ cho con cho con Doom 1 đi. Ok, 9 Warrior level 19. Đấy, nó còn trước mốc. Lên trước cái mốc đấy là 1 round.
hai round, round 21 mới phải lên, nhưng mà bây giờ chúng ta round 19 đã form được rồi thì cực kỳ mạnh luôn anh em ạ. Xôi ôi. Trời. Nào đấm đi. Ui ép à, ép à. Đấm vào tự chết thôi anh em ơi. Đấm vào tự chết thôi. Cái bọn Feather này nó có yếu điểm đấy là không kẹp được Warlock anh em ạ. Xôi ôi, đấy là thằng này nó còn không có cái con Live Blade Live làm co đấy, chứ còn Live Blade Live làm co đánh vào tự chết rồi còn nhanh hơn cơ. Rồi ok, ổn lắm rồi đấy. Trận này vớ vẩn là chơi ở 9 thôi anh em ạ, không cần lên 10 luôn. Trận này tôi thấy là không có đát thì cũng chả cần lên 10 đâu. Đây xem nào. Chỉ có Assassin thì cũng không sợ lắm. Đây có mỗi con gót rồng mập này là hơi sợ là phải lên 10 kẹp Marine thôi. Trận này chơi đổi level 9 đấy anh em ạ. Trận này có Beat, Assassin thì không sợ lắm. Sợ mỗi Feather thôi. Feather thì nói chung là tôi đã chuẩn bị là đồ để counter Feather rồi. Full thủ luôn. Đấy, tí nữa bắn nó tự chết thôi. Sợ nhất là cái con Squire thì tí nữa là khả năng là nếu mà có đồ cho Doom, Blink các thứ thì cũng Doom được vào con Squire thì cũng không sợ lắm đâu. Đấy. Rồi ok. Bây giờ chúng ta đang có chuỗi mà chúng ta chuỗi to này tôi nghĩ là chơi ở 9 luôn 3 sao là mạnh nhất. Không vội lên 10 nhá anh em nhá. Không vội lên 10 đâu. Ok, đồ lấy toàn đồ thủ luôn. Lấy cái giáp phản được này. Lấy được cái giáp phản, ok. Tôi sẽ lấy cái giáp phản luôn. Được đấy. Rồi còn hai cái món đồ này thì có thể lấy cái chén thánh được luôn này. Lấy luôn chén thánh anh em ạ. Đấy, coi như là lấy mắc đồ luôn đấy. Chỉ thiếu cái Blink thôi. Đấy, lấy chén thánh luôn nha anh em nhá. Đang có chuỗi thì cứ nhặt hết đồ ra mà ghép thôi. Phun thủ luôn đấy. Rồi, Assassin không sợ. Gặp Assassin thì không sợ. Chọc vào tự chết thôi anh em ạ. Đấy, ui rồi con cáo chọc vào gần chết luôn. Không sợ, không sợ, không sợ. 9 Warrior sợ gì Assassin đâu. Mà trận này sẽ có nhiều người chơi cả cái bộ 9 Assassin. Bởi vì có hai con xin 5 tiền ở trong trận đấu anh em ạ. Truyền thuyết này có Phantom Queen này. Có con Sailing. Được, không sao. Chơi ở 9 thôi nha anh em nhá. Xác định luôn. Mà cái trận này tôi roll mãi không ra được cái con Aquaman Velomancer chưa lấy anh em ạ. Tí nữa. Đây rồi, trứng rồi. Rồi lấy trứng đập Doom luôn anh em ạ. Đập cho Doom luôn. Ok. Con Doom 4 tiền nó còn ra trước cả con Aquaman 2 sao. Ở trận đấu này là cũng là may mắn ấy mới giữ được chuỗi đấy, chứ còn đầu game không có co. Không có con co kiểu Aquaman thì đầu game nó cũng hơi đuối. Đấy nhưng mà thôi cuối cùng là cũng form được cái đội hình này. Ok rồi, ổn áp rồi anh em ạ. Full 2 sao là ổn luôn nha anh em nhá. Rồi cứ roll full 2 sao đi. Rồi trận này còn có cả Glacial à. À beat, đây là beat, bộ beat. Beat thì làm gì có cửa, mấy cái thằng beat sang đây thì đấm nó sấp mặt luôn anh em ạ. Beat làm gì có cửa chơi với trận 9 qua đâu. Đi rồi, đi rồi này. Thằng này đen vậy đấy. Thằng này roll hết tiền đéo ra con gấu ạ. Roll hết tiền đéo ra gấu luôn. Hơi đen nhỉ. Chơi 6 beat mà không ra gấu hay là không ra cáo hay là toang rồi. Mà nói chung là chọn beat, tôi chỉ chọn beat khi mà trận đấu nó có con Tôn Ngộ Không thôi anh em ạ. Trận đấu có Tôn Ngộ Không thì còn chơi beat. Chứ còn trận đấu mà không có Tôn Ngộ Không mà lại đi chơi beat thì là toang là đúng rồi. Bởi vì lúc mà anh em lên 8 lên 9 anh em roll chả may mà nó không ra là con gấu thì nó lại ra con Tôn Ngộ Không. Đấy, nó dễ thế. Nó dễ hơn cái cơ hội nó ra bộ beat khi mà bộ beat nó nhiều con hơn thì nó dễ ra hơn. Đấy, chứ còn không có Tôn Ngộ Không thì tôi cũng không chọn chơi beat đâu. Bây giờ mà tôi full 2 sao khi tôi 100 máu đến hết game luôn đi anh em ạ. Có bao giờ thế không? Thằng này thì tự chết thôi, tự vả tự chết thôi. Chơi ép nhiều thằng nó sẽ chọn cái con đường ép, bởi vì trận này có hai con truyền thuyết ép anh em ạ. Nhưng mà nó lại dồn đồ cho con Live Deadline. Mà Live Deadline thì anh em biết rồi đấy, đấm vào thì tự hủy thôi. Nói chung là bây giờ đem cái bọn ép đến đây nhá, cho nhanh. Trừ khi là ép nó phải mắc binh, nó phải 9 con ép thì tôi mới sợ. Chứ còn bây giờ ép thì kiểu là chưa đủ bộ thì làm sao mà tôi sợ được. Bộ 9 ép ấy nó khó form hơn cái bộ 9 Warrior rất nhiều. Bởi vì nó là hai con 5 tiền anh em ạ. Đây này, có thằng vẫn chưa ra là con hai con 5 tiền này. Sắp chết đến nơi rồi.
Đấy, trong khi cái bộ Warrior thì nó chỉ có toàn 4 tiền thôi, không cần phải ra 5 tiền cũng đủ bộ. Ngon hơn, chơi dễ hơn. Đấy thôi, tôi không thèm lên 10 luôn, tôi chơi ở 9 luôn cho anh em xem. Gold 3 sao anh em ạ. Chơi ở 9 luôn. Có bao giờ mà mạ vàng 9 con luôn nhỉ? Mạ vàng 9 con cho đối thủ hết hồn luôn. Nói thế thôi chứ tôi cũng không có ý định là luôn con Doom mà lên 3 đâu. Doom mới chắc để 2 thôi. Luôn mấy con 2 tiền lên 3 sao thôi anh em ạ. Nhưng mà từ từ đã, để giữ lại một con. Để biết đâu đấy lại phải, ví dụ như chơi với God lên 10 kẹp 2 con Doom vào. Đấy. Đấy God rồng mập này. Vô tư bạn ơi, vô tư đi bạn ơi. Vẫn còn đuối, vẫn còn đuối lắm. Vẫn còn đuối lắm. Không ăn thua. Không ăn thua, phải có Grim thì mới ăn thua cơ. Bây giờ thì vẫn chưa ăn thua bạn ơi. Ôi ôi, cái chuỗi này tôi giữ kinh khủng thật. Đến round 25 rồi vẫn chưa mất chuỗi. Ấm rồi, ấm rồi. Trận này ấm đấy. Thôi, cứ roll thôi anh em ạ. Roll tiếp, roll tiếp, roll tiếp. Cứ từ từ đã. Ở đây rồi. Rồi, Secret Nancer, được. Được đấy. À, nhưng mà cái con này tôi lại không lấy đồ với con Secret Lancer. Trận này không lấy đồ cho Secret Lancer. Đồ này giống như đồ lấy cho con Doom nhiều hơn. Thôi không sao, tí nữa chúng ta sẽ phải dùng con Secret Lancer đấy anh em ạ. Tí nữa là chơi với God Rồng Mập là chơi con này counter. God Rồng Mập không thể nào mà giết được chết cái con Lancer này luôn. Đấy, nói cho nó nhanh. Anh em thấy không? Cái bộ cơ bản luôn, bộ 9 Warrior cơ bản luôn. Tí nữa rồi anh em biết. Chơi 9 Warrior cơ bản rất dễ chơi nhá. Cái bộ này nói thật với anh em là tôi nghĩ là cái bộ này là cái bộ dễ chơi nhất trong game. Run tiếp nào. Làm gì còn cái bộ nào dễ chơi hơn đâu. Thôi tôi đập trứng luôn. Full 2 sao đã anh em ạ. Đập đi. Ok. Cứ full 2 sao đã, full 2 sao chơi đã. Nhiều anh em sẽ nghĩ là tại sao tôi không giữ quả trứng này để rồi tôi đập cho con Lancer. Không cần anh em ơi. Chưa cần nhá. Chưa cần. Bởi vì cái con sói, cái con sói này, cái con Swordman này và cái con Aquaman là tôi sẽ lên 3 sao. Chính vì thế là tôi sẽ đập trứng cho những cái con này. Còn cái con Lancer thì tôi cũng chỉ cần 2 sao thôi. Còn thời gian còn dài anh em, máu còn nhiều mà. Thế nào chả roll được ra 2 sao. Mà cái con đấy tôi cũng chả cần lên 2 sao. Tôi chỉ cần 1 sao. Tí nữa nếu mà nó không ra thì tôi cũng chả cần chơi. Bây giờ cứ biết là có 3 con lên 3 sao đó này. Chuyện này xác định 3 con lên 3 sao nha anh em nhá. À, tí nữa cái con Aquaman nó lên 3 sao tôi dồn đồ cho Aquaman ngay. Dồn đồ cho Aquaman đấm mạnh lắm anh em ạ. Đấm mạnh hơn cả Doom. Ui đây rồi. Đấy. Được đấy. Cơ sở để lên Swordman lên 3 sao sớm. Đây là cơ sở đây. Roll ở 9 thôi anh em ơi. Tôi chơi ở 9 thôi. Mà chơi là trận này là vừa nãy là tôi có nói là nhuộm vàng thì không nhá anh em nhá. Chắc là cũng không nhuộm vàng được hết đâu. Chỉ cho 3 con thôi anh em ạ. Trận này cho 3 con lên 3 sao thôi. Còn lại là 2 sao hết. Đấy, cố gắng roll. Chơi ở 9 luôn. Có khi chẳng phải lên 10 đâu. Trận này chẳng phải lên 10 đâu. Tí nữa mà con Lancer lên được 2 sao thì không cần kẹp Marine. Đấy, cho solo rồng mập luôn nhá. Nhưng mà đấy là trong cái trường hợp thằng rồng mập còn sống. Đấy, còn sống để mà solo với tôi. Còn cái tầm này là cũng sắp chết ở nơi rồi đấy. 18 máu anh em ạ, sắp chết nơi rồi. Chả biết là còn có sống được cái lúc đấy không. Úi rồi, nhắc khéo ấy nhở, cặp rồi này. À mà chuyện này là có con Grim rồi kìa. Ui, Grim nó quẹt đẹp này thì chắc là thua. Ra ngoài thua, mất chuỗi cho thằng rồng mập à. Được. Hay quá. Mất chuỗi thằng rồng mập này cho nó mạnh lên. Tí nữa đấm nó có thể cho sướng à, cho đối thủ cân kèo đấy. Ồ làm sao. Được. Được anh em ạ. Thằng này lấy chuỗi là ngon. Để tí nữa cho solo nha anh em nhá. Để xem là thế nào. Đấy, cho cái thằng này cắt chuỗi. Hợp lý anh em ạ. Rất hợp lý luôn. Được. Hay lắm. Hay lắm. Được, cứ lên 10. Level 10 50 tiền đi bạn ơi. Level 10 50 tiền. Tôi chơi level 9 luôn. Đấm cái thằng có dòng mập lấy game. Rồi cho con này vào đi. Được 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 anh em ạ. Không sao không sao không sao không sao.
Nó vẫn chưa chắc nó đã sống ở đâu anh em ơi. Nhìn kìa, bộ 9F nó đã có con Sailing Assassin 2 sao rồi. Trong bộ 9F rồi. Ai à, kinh đấy. Sailing Assassin trong bộ 9F, đủ bộ 9F rồi kìa. Thế thì chưa chắc đã sống được đâu. Con rồng mập này chưa chắc đã sống được đâu. Đồ này thì nói chung là cũng ngon rồi đấy, cũng mắc binh rồi đấy. Mẹ 6 món đồ tím á, vãi cứt thật. Lên được 6 món đồ tím thì cũng ghê đấy. Ghép coi như là không bị phí mất bất cứ một cái món đồ nào. Cũng căng. Rồi Assassin thì lại không có cửa rồi. Chọc vào đây bạn ơi. Úi dồi ôi Assassin. Đấy con cáo bị Doom ngay. Chơi gặp Doom chết rồi. Xong rồi. Đấy xong rồi. Nói chung là không ăn thua. Dồn đồ cho cáo là bị Doom là chết. Có cái hay là cái bộ này nó lại counter bộ Assassin cũng đang là meta. Đấy rồi. Con sói này lên 3 sao nhá anh em nhá. Đấy tôi sẽ không lên 10 đâu, tôi sẽ run ở 9 luôn. Đến hết game ở 9 thôi, không lên 10. Trận này cứ full 3 sao rồi mới lên 10 nhá anh em nhá. Còn không thì thôi cứ ở 9 mà luôn. Đấy còn cái thằng 9F nguy hiểm kìa, Sailing Assassin 2 sao. Thằng đấy mới là cái thằng đáng lo đấy, tôi cũng sợ luôn. Tôi cũng sợ cái thằng này luôn. Ui đồ kinh đấy. Mẹ thằng này cũng 6 món đồ tím anh em ạ. Vãi cứt thật. Lấy toàn được đủ 6 món đồ tím luôn. Coi như là không bị hỏng mất bất cứ một cái món đồ nào luôn. Ghép được cả đủ cả 6 món. Thế thì ghê rồi. Gặp cái thằng ép chắc là bị đẩy nhiều đấy. Hy vọng là đừng có gặp cái thằng Feather nhá. Feather là tôi sợ nhất ở trong cái trận đấu này luôn. Thằng Feather thì bây giờ chắc là có cái cửa là đây là, ui mẹ gặp luôn ạ. Phải cứt. Ơ nhưng mà cái con Sailing Assassin nó bị Doom. Ấy giời, thế thì cũng chưa biết được bạn ơi. Chưa biết được đâu. Anh em nhìn kìa. Wow. Khỏe đấy chứ. Khỏe đấy chứ. Đấm mộ cái. Ui dồi ôi, tôi đẩy thằng Feather đi luôn không. 15 máu đi luôn không. Doom luôn, đéo làm được gì luôn anh em ạ. Ui dồi ôi. Còn một máu. Hên cho cậu đấy. Ờ thì cuối cùng cái bộ này nó cũng đéo sợ cái bộ Feather anh em ạ. Ờ hay nhở. Không sợ Feather luôn. Được đấy. Ui dồi ôi. Thế này thì thôi. Các cậu, tốt nhất là các cậu nên quỳ xuống. Thôi tôi bán cái Doom này. Bán Doom này. Không chơi Doom anh em ạ. Rồi lâu ngày không chơi cái bộ này. Được đấy chứ nhở. Tôi cũng không nghĩ là nó mạnh đến như này đâu. Được đấy anh em ạ. Được đấy. Chơi được ở meta này luôn. Khỏe chứ. Nhìn cái bộ 9 Feather mà nó đấm như con luôn. Tôi cứ nghĩ là cái bộ này nó phải bị 9 Feather nó counter như vậy. Đấy nhưng mà nói chung là lúc đầu tôi cũng lấy full thủ rồi. Tôi lấy full thủ rồi anh em ạ. Lấy full thủ rồi không sợ. Rồi 9 Feather thì chắc là cũng sắp hẹo đến nơi rồi. Gặp 9 Assassin thì không biết có cửa ăn được không. 9 Assassin thì thế lực vẫn là thế lực đấy. Ê có Blink ở đây nhá. Đấy rồi. Thôi lấy cái giáp thôi. Tôi đã bảo là tôi lấy full giáp và tôi lấy full giáp. Chơi Warrior cứ lấy full giáp thôi anh em ạ. Rồi. Chuyển đồ dần cho Lancer rồi. Chuyển hết đồ cho Lancer rồi. Từ từ nhá. Blink chắc không cần đâu. Lấy xem nào. Có cấm đánh này. Lấy mẹ cấm đánh anh em ạ. Lấy cấm đánh ấy. Late game chơi cấm đánh ngon hơn. Đúng không? Phun thủ mà. Lấy phun thủ mà. Cần gì? Đúng không? Cần gì đâu. Đã xác định chơi phun thủ là chơi phun thủ luôn. Đấy rồi. Trời, một con Squidman nữa nha. Hai con Aquaman nữa. Đấy, ba con sói nữa. Một con thuyền trưởng nữa là xong. Xác định chơi phun thủ bọn này luôn. Đùm được vào cái con cáo rồi. Ui rồi cáo trông bất lực chưa. Bất lực chưa bạn ơi. Đấm vào tự chết ạ. Tôi chả hiểu cái bọn này nó có cái cửa nào mà nó đấm chết được cái con Lancer của tôi ấy. Đánh hộ cái. Đấm đi đấm đi đấm đi. Đấm mạnh vào. Đấm mạnh vào. Ui rồi đấm tự chết kìa. Giáp còn đang bật nhá. Giáp trên người con Sailing Assassin còn đang bật. Đấm vào phản tự chết luôn. Giáp bây giờ tôi to lắm anh em ạ. Tôi lấy toàn giáp mà. Máu trâu giáp to. Con Lancer này bây giờ nó đã gọi là bất tử chưa nhỉ? Như này đã được gọi là bất tử chưa?
Ghép luôn đi, gậy gai luôn đi. Đúng không? Ghép sứ gậy gai luôn. Ghép gậy gai luôn. Nếu nó nhiều. Không cần hai tia đâu anh em ạ. Cứ dí thôi, dí chết một con luôn. Dí một con chống hồi máu. Chống hồi máu để counter ở nhà rồng mập. Gót rồng mập anh em ạ. Cái gậy gai nó sẽ khiến cho con rồng mập nó sẽ không hồi máu được. Nó sẽ bớt nhây ở trong combat hơn. Đấy. Ui nó vừa sang soi thì phải. Lé lé ra nha. Đổi vị trí tí nha. Vừa sang soi vừa bị sang soi đấy. Cẩn thận nha. Tránh việc đối thủ như là cướp bài nha anh em nhá. Rồi ok. Đem gót rồng mập đến đây cho tôi. Ơ con rồng mập đâu? Ơ thằng này bị ngu à? Chơi con Queen of Pain để bị doom à? Ui giời được quá bạn ơi. Ui giời ơi thế bạn lại kinh nghiệm của bạn lại hơi bị non quá. Non quá rồi. Ui giời ơi cái tầm này chắc là không bao giờ xem kênh tôi. Bao nhiêu cái trận đấu mà có cái con Queen of Pain này là xuống hố rồi anh em ạ. Bao nhiêu cái trận đấu mà Queen of Pain gặp tôi bị coi như là kẹp cái con doom vào xong bị doom đấy là coi như là bịt mồm luôn đến chết luôn. Không có cửa. Trời chơi cái con gót rồng mập nó còn ngon hơn ấy. Tôi có cái trận đấu tôi so sánh cái con Queen of Pain này với cả cái con người nước nó còn kém hơn con người nước. Bởi vì cái cooldown này bây giờ nó chậm lắm. Ngày trước ấy cooldown nó bắn liên tục thì nó còn thấm thôi. Chứ còn bây giờ nó chậm thế này thì cứ bắn được một phát tôi lại hồi máu được mà. Làm gì có cái cửa giết được cái con này. Thế thì chỉ có đánh chờ chết thôi. Ngay là đánh chờ chết rồi. Oánh chờ thua rồi bạn ơi. Oánh chờ thua rồi bán gót rồng mập. Ngu người luôn. Ui rồi ôi. Ơ hỏa. Sao lại hóa mẹ. Nhây phết. Thế thôi mà cũng nhây được đến hòa đấy. Cầm hòa được ấy. Cũng kinh á. Mà hình như là vừa nãy nó còn đẩy thằng Assassin chết. Đúng rồi. Thằng ấy đấm thằng Assassin chết luôn này. Ây à. Thế cũng căng ấy nhở. Căng ấy nhưng mà có cái cửa nào mà ăn được tôi. Con Queen này thì chắc chắn là bị doom. Ăn doom không thể lé được cái con Queen này rồi. Queen này nó 5 tiền. Trừ khi là phải có con Khan. Con Khan 3 sao đỡ hộ. Còn nếu không có Khan thì trận này chắc chắn là bị doom. Thì con này phế luôn. Vừa nãy là trả qua nó tỉnh lại được thôi anh em ạ. Trong cái trường hợp mà nó không tỉnh lại được thì chắc chắn chết. À xem nào. Ơ. Ơ nó đổi cái con Queen bên ra rồi kìa. Nó cho con rồng mập vào rồi. Đấy. Biết chơi rồi đấy. Tỉnh rồi đấy. Tỉnh rồi đấy. Tỉnh rồi đấy. Tỉnh rồi đấy. Thế là hóa ra là bán con rồng mập đi xong bây giờ tìm lại hả? Tỉnh táo rồi đấy. Nhưng mà vẫn thua thôi bạn ơi. Mặc dù bây giờ nó cũng khỏe hơn anh em ạ. Thấy không? Rồng mập khỏe không? Nó clear hết rồi. Còn mỗi con Lancer thôi. Nhưng mà tôi bảo rồi, con Lancer này thì lấy cái gì mà giết được. Trời ơi. Một con counter cả đội hình luôn anh em ạ. Một con duy nhất counter cả đội hình luôn. Đấy anh em thấy không? Rồng mập cho chấp lên 3 sao luôn đấy. Lên 3 sao thử đi. Thử tớ phát đi. Nhá. Cho con rồng mập nó lên 3 sao đi nào. Đấy còn 14 tiền roll đi. Đây rồi. Còn thiếu 4 con nữa thôi. Thiếu 4 con rồng mập nữa thôi. Đấy. Làm thế nào để tôi quyết định là tôi không có lên 10 nha anh em nhá. Không lên 10 để cho đối thủ có thời gian để kiếm được con rồng mập 3 để tôi thử cho anh em. Đấy tôi không lên 10 nữa. Tôi không kẹp Marine nữa. Đấy để cho anh em thấy là chấp cả con rồng mập 3 luôn. Làm gì có cái cửa ăn được con Lancer. Nghĩ làm sao. Thôi tôi không lên 10 luôn nhá. Tôi không kẹp Marine luôn. Tôi chơi ở 9 luôn để xem có cái cửa nào mà nó ăn được tôi không. Khó anh em ạ. Khó lắm. Lấy đâu ra mà ăn được. Ăn kiểu gì nhỉ? Tôi cũng chưa nghĩ là cái bộ này nó ăn được cái kiểu gì tôi đây. Nhở. Lạ thật. Gót đỏ. Gót đỏ mà trận này không có ca lông thì ăn kiểu gì. Rồng mập thì cũng mạnh đấy. Nhưng mà bạn Hàn Quốc nào đâu có biết là tôi là cái thằng đẻ ra cái bộ này. Ui dồi ôi. Ăn hộ cái thôi. Đây tôi đợi nhá. Tôi vẫn đợi nhá. 9 máu ấy. 9 máu đây rồi. Ok. 9 máu mỗi round lọt đúng một con Lancer rồi. Đấy. Cho cậu coi như là từ thời gian từ bây giờ đến round thứ 36 đi. 37 đi. Đấy, cố mà kiếm ra để con rồng mập lên 3 sao. Tôi không up 10 đâu. Đấy, để xem là có kiếm được nổi ra con rồng mập 3 sao không. Làm gì có cái cửa ăn anh em ơi. Máu càng thấp thì càng đầy máu nhanh. Đánh đi ăn hộ cái, ăn hộ cái. Ui giời, anh em thấy không. Làm gì có cái cửa giết được con này. Thấy không, chấm máu lại đầy luôn. Ui rồi con này bất tử mẹ rồi. Không có cửa.
Có đấy, có cửa nhưng mà là cái cửa sổ. Ôi dồi ơi, không ăn thua. Rồi tôi cứ roll tiếp. Anh em ạ, à, nhẹ nhàng ở 9. Marine làm cái gì không, bạn lại sợ kẹp Marine vào lại sợ quá, lại chết luôn ra sau. Rồi từ từ anh em ạ. Kéo dài thời gian để bạn có thể lên được con rồng mộc 3 sao nhá anh em nhá. Kéo dài thời gian ra để xem là như nào, rồng mộc 3 sao có cửa ăn không. Tôi đoán là sẽ có nhiều anh em là đang xem là sẽ có một cái niềm hy vọng. Đấy là khi mà nó lên được 3 sao thì nó ăn được tôi nhá anh em nhá. Nên là tôi vẫn muốn là thôi được rồi, cái để cho cái hy vọng của anh em trở thành sự thật ấy thì tôi sẽ đợi. Tôi sẽ đợi. Cái này đúng cái kiểu là một cái cú ấy, là anh em biết gì không? Bình thường ấy mà thắng ấy, xong giết luôn ấy thì nó không đau. Quả này đúng quả tra tấn dân vật đối thủ đấy. Chứng kiến đối thủ chết dần mà không biết phải làm sao, không biết phải làm như thế nào. Thực sự là rất là bất lực. À, thế cơ. Cày, cày. Rồi. Lấy cái cấm đánh. Ok, lấy cái cấm đánh thôi. Lấy cấm đánh thôi anh em ạ. Rồi. Trâu như thế này giết kiểu gì. Rồi, roll tiếp. Roll nào, úi rồi ôi. Bây giờ tôi còn lên được thêm một con 3 sao nữa. Nốt con sói nhỉ. Làm quả nốt con sói không. Thằng này có khi đi rao sau rồi ấy chứ. Rồi, bây giờ sống không bằng chết. Chỉ muốn chết thật nhanh thôi. Thế này là đánh chờ chết rồi anh em ạ. Bây giờ ra nhanh thật nhanh lên. Cái con rồng mập đi. Để tôi còn biết xem là liệu rằng là có ăn được không. Chứ con rồng mập 2 này thì không có cửa rồi. Bây giờ lên nhanh con rồng 3 đi thế nào. Đấy, còn cho bao nhiêu thời gian để lên rồng mập 3 đấy. Chứ còn tôi đã coi như là anh em thấy không. Dưới hàng chờ là có con ốc sẵn ở đây rồi. Nó lên con rồng mập 3 mà nó đấm được tôi up 9, up 10 luôn. Up 10 kẹp Marine vào luôn thì làm gì có cái cửa anh em ơi. Đấy, đánh hộ cái. Đây, đánh đi. Đánh đi xem nào. Trông có giống như là đánh được không. Trời ơi, trông không thấy giống. Ơi, có đánh được không? Có đánh được không? Đánh đi hộ cái. Chấm máu luôn, đéo giết được luôn anh em ạ. Làm gì có cái cửa mà giết cái con này. Bất tử mẹ luôn rồi. Xong rồi đấy. À, kiếm lướt con sói nha anh em nhá. Kiếm lướt con sói lên 3 sao thôi. Chứ đối thủ bây giờ tầm này đánh chờ chết rồi còn đâu. Đây rồi. Một con nữa. Sói. Ôi rồi, gọi phát ra luôn. Dã man. Mẹ gọi phát ra luôn anh em ạ. Là một chuyên gia tâm lý, tôi nghĩ là bây giờ đối thủ trong tâm hồn nó rất đau. Rất đau đấy. Đau, công nhận. Cái nỗi đau này tôi nghĩ là phải so sánh với cái nỗi đau của một cái người đàn ông bị cắt chim. Ừ, bị cắt chim. Đau lắm anh em ạ. Đấy, nhưng mà cắt chim bình thường, cắt chim bằng con dao sắc thì không nói làm gì nhá. Cắt phát ý, mà đứt ngay thì không nói làm gì cả. Nhưng mà đây cắt bằng cái con dao cun nên nó mới đau ý. Cắt mà nó cứ phải cứa. Đấy, cứa mãi nó ra. Đấy là cứa. Ui, đau quá. À, đau. Tôi có thể đau thay cho bạn. Đau thật sự. Đau thật sự đấy. À, au. Ôi, kìa, sao đây. Ok. Ôi, đéo được rồi. Nó vẫn giết được là sao nhở. Ơ, đéo được. Cái gì đây. Ô, cái này nó hơi sai, nó không đúng lắm. Cái này nó hơi sai ấy nhá. Ê, cái đéo gì đây. Alo, anh em có tin được không? À, cái con nó là do con Grand Herat của nó hình như là nó cướp được vào cái skill của con Lancer thì phải. Phải không? Làm gì có cửa ăn nhở? Chết rồi. Bây giờ mà nó ăn được tôi thì cái người đau, cái người mà coi như là bị cắt chim là tôi chứ không phải là nó đâu. Vô lý thật. Nào có ăn hộ đi, ăn hộ tờ cái, ăn lần nữa đi, ăn đi, ăn được thì tôi đau, ăn được không, làm gì có cửa ăn, máu còn đang đầy bạn ơi, máu đang đầy này là sao ăn, máu còn đầy lắm, ơi còn hai con, đâu, ăn cái kiểu gì, vừa nãy là lỗi game, khổ, lỗi game anh em ạ. Chứ làm gì có cái cửa ăn được tôi. Nào ăn đi, ăn hộ cái, thôi cho chơi kết thúc.
Trò chơi kết thúc, trò chơi kết thúc, trò chơi kết thúc rồi bạn ơi. Đặt nhiều thuyền vào. Ui giời ơi, cứ tưởng là như nào, giật hết cả mình. Lại bảo là chuẩn bị là tôi phải up 10 kẹp Marine vào, nhưng mà đâu có cần đâu. Anh em thấy không? Đấy, cho đối thủ thời gian để lên được cái con rồng mập 3 mà đéo lên được. Thế thôi, chắc là lên được rồng mập 3 thì cũng ăn được đấy. Anh em thấy hay để lại tôi một like nha anh em nhé. Anh em chưa đăng ký có thể đăng ký kênh để xem thêm những clip khác của tôi. Nếu mà anh em còn thời gian, anh em có thể chọn clip phía bên tay phải để xem một cái siêu phẩm của tôi vào hôm chủ nhật vừa rồi. Và em có thể chọn bên tay trái để xem tôi chơi bộ Goblin nó sẽ như thế nào nha anh em nhé. Bye bye.